Ngày trở lại MU, huấn luyện viên Mourinho phàn nàn điều gì với Solskjaer? Không lâu sau khi thay Mauricio Pochettino lên nắm quyền tại Tottenham, huấn luyện viên Jose Mourinho đã có dịp trở lại Old Trafford trong cuộc đối đầu với MU vào tháng 12 năm 2019. Bên cạnh trận thua 1-2 trước đội bóng cũ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn không hài lòng về cơ sở vật chất dành cho đội khách tại nhà hát của những giấc mơ. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ trên Unai Weekend rằng: "Chúng tôi đã nói chuyện chút ít trước khi trận đấu diễn ra. Cũng có thể nói là tôi chưa từng gặp Mourinho trước đó, chỉ có một lần khi ông ấy còn dẫn dắt Chelsea và đối đầu với Cardiff. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện khá thú vị. Ông ấy phàn nàn về phòng thay đồ của đội khách, điều mà chính ông ấy đã thay đổi. Mối quan hệ giữa chúng tôi khá tích cực, thật tốt khi chào đón ông ấy trở lại. Cuộc tình giữa người đặc biệt và MU đã khép lại sau 2 năm rưỡi gắn bó. Dù vậy, mỗi lần trở lại đây, ông vẫn được rất nhiều cổ động viên đội nhà chào đón nồng nhiệt, dù là với tư cách một bình luận viên hay huấn luyện viên của đối thủ.